Chelsea thắng dù các tân binh mở nhạt. Dù các bản hợp đồng mới là Wagner và Havertz không tỏa sáng, nhưng những con người từ mùa giải trước vẫn đủ sức đem về chiến thắng cho Chelsea. Trong trận ra quân, cả Chelsea và Brighton đều khởi động mùa giải với lối chơi thăm dò. Đó là lý do khiến 20 phút đầu tiên, đội khách không có cơ hội nào đáng kể dù đánh giá cao hơn. Thậm chí cú sút đầu tiên là của trung vệ Webster bên phía Brighton, nhưng bóng đi vào xà. Thế nhưng bất ngoặt đến ở phút thứ 21, Wagner bị phạm lỗi trong vòng cấm và Chelsea được hưởng quả phạt đền. Jorginho không mắc sai lầm nào để mở tỷ số cho The Blues. Kể từ đây, thế trận của hai đội tỏ ra cởi mở hơn. Dù vậy, phải sang đến hiệp 2 thì mưa bàn thắng mới xuất hiện trên sân Amex. Vì dẫn trước, Brighton dâng cao tìm kiếm bàn gỡ, nỗ lực của họ được đền đáp ở phút thứ 55. Lamptey đi bóng lát đéo bên cánh phải, nhả lại để Chusan tung ra cú sút xa bằng chân trái, bóng đập đất khiến Kepa bất lực. Ngay phút sau đó, Chelsea đã ngay lập tức có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Rhys James đã có một cú sút xa tuyệt đẹp làm bó tay Mark Ryan. Chưa dừng lại từ quả đá phạt góc bên phía cánh phải của James, trung vệ Kurt Zouma tung ra cú dứt điểm. Aaron Webster nỗ lực cản phá nhưng vô tình khiến bóng đổi hướng bay vào lưới ở phút thứ 66. Chelsea tiếp tục duy trì thế trận áp đảo và sẽ lo hoàn hảo đến Wagner hoặc Havertz có bàn thắng ra mắt trong những phút cuối trận. Tuy nhiên, hai cầu thủ này chơi khá mờ nhạt và không để lại dấu ấn cụ thể. Chelsea có chiến thắng 3-1 trên sân khách, giúp họ đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng ngoại Anh. Ben Farrer xác nhận Sancho ở Đại Dortmund. Theo tuyên bố của Ben Nusen Farrer, ngôi sao chạy cánh Jadon Sancho sẽ tiếp tục gắn bó với Dortmund ở mùa giải tới. Jadon Sancho là mục tiêu hàng đầu của Man United ở phiên chợ hè năm nay. Dù vậy, quỷ đỏ không thể tìm được tiếng nói chung với Dortmund về phí chuyển nhượng. Đội bóng Đức chỉ chấp nhận nhả ngôi sao hàng đầu nếu nhận đủ 120 triệu euro, tương đương với 108 triệu bảng. Thực tế, Dortmund từng ra hạn chót cho Man United trước vụ Sancho vào ngày 10 tháng 8. Tuy nhiên, dù đã qua thời điểm này gần một tháng, nhưng tin đồn liên quan đến tuyển thủ Anh và nửa đó thì Manchester vẫn xuất hiện hàng ngày với tần suất dày đặc. Bán đạo Dortmund đã không dưới một lần khẳng định việc Sancho sẽ ở lại thêm ít nhất một mùa giải nữa. Trong chia sẻ mới nhất, Raven Nusen Farrer cũng tuyên bố ngôi sao 20 tuổi sẽ tiếp tục phát triển tại Signal Iduna Park. Chúng tôi cần Sancho, đó là điều không cần phải bàn cãi. Tất cả đều hạnh phúc vì cậu ấy đã ở lại đây. Chúng ta không cần phải nói nhiều về khả năng của Sancho, cậu ấy sở hữu tiềm năng to lớn. Sancho ghi bàn kiến tạo rất nhiều và thường xuyên tạo ra sự khác biệt. Dù vậy, vẫn còn những thứ cậu ấy cần cải thiện. Đó là điều bình thường với một cầu thủ 20 tuổi. Về phía Man United, dường như họ cũng đã chấp nhận thực tế rằng không thể mua Sancho trong hè này, trừ khi trong đủ số tiền Dortmund yêu cầu. Bởi vậy, quỷ đỏ được cho là đang hướng đến những mục tiêu giá rẻ hơn như Gareth Bale của Real Madrid, Douglas Costa của Juventus và Ivan Perisic của Inter Milan. Bale đồng ý sang MU, Real xóa sạch hình ảnh quảng cáo mùa tới. Vụ chuyển nhượng Gareth Bale từ Real Madrid sang Man United đang có dấu hiệu tiến triển khi theo The Times, ngôi sao người xứ Wales đã đồng ý chuyển tới Old Trafford. Hợp đồng của Bale với Real vẫn còn thời hạn 2 năm nữa, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy kênh cánh trắng muốn giữ lại anh. Bản thân Bale cũng đã chán ngấy cuộc sống tại Madrid và muốn tìm kiếm tới một bến đỗ khác. Chỉ còn 3 tuần nữa là thị trường chuyển nhượng đóng cửa và Real có vẻ như đã tìm ra lối thoát trong vấn đề của Bale. Theo The Times, cầu thủ 31 tuổi đã sẵn sàng chuyển đến Man United theo dạng cho mượn. Phía Real dường như cũng đã bắt đầu tiến hành công việc kinh doanh mà không có Bale. Hình ảnh ngôi sao người xứ Wales quảng cáo áo đấu mùa tới của câu lạc bộ đã bị xóa sạch. Chỉ còn Karim Benzema, Marcelo, Sergio Ramos và Marco Asensio xuất hiện. Thậm chí những hình ảnh của Bale tại sân tập cũng không còn nữa, dù Bale vẫn đang tập luyện trong phòng tập gym của câu lạc bộ. Vấn đề còn lại và việc Bale kiên quyết không chịu giảm mức lương 15 triệu euro mỗi mùa mà anh đang nhận tại Real. Tuy nhiên, nếu MU không mất phí chuyển nhượng, họ có thể đáp ứng yêu cầu này của Bale. Bale đã 31 tuổi và có thể thi đấu đỉnh cao tối đa là 2 năm nữa. Dù sao thì Bale vẫn là một ngôi sao có giá trị thương mại rất cao trong thế giới bóng đá. Hơn nữa, đẳng cấp của anh là không phải bàn cãi. Chỉ cần không gặp chấn thương và thi đấu với tinh thần thoải mái, Bale sẽ là một sự bổ sung chất lượng cho hàng công của Man United. Sergio Reguilón tiến sát ở Old Trafford. Theo tờ Marca, Man United đang tiến gần đến việc chiêu mộ thành công hậu vệ trái người Tây Ban Nha Sergio Reguilón. Tờ Marca khẳng định MU đang tăng cường các cuộc đàm phán với Real Madrid để đẩy nhanh thương vụ Sergio Reguilón. Quỷ đỏ muốn mua Sergio Reguilón mà không để hậu vệ 23 tuổi có bất cứ ràng buộc nào với kẻ trắng. Ngược lại, Real Madrid hy vọng có thể cài điều khoản được lựa chọn mua lại cầu thủ người Tây Ban Nha sau một hoặc hai mùa giải tới. MU và Real đang đàm phán để chốt giá Sergio Reguilón. Theo một số nguồn tin, nhiều khả năng quỷ đỏ sẽ phải trả 25 triệu euro để có hậu vệ trưởng thành từ lò đào tạo của Real Madrid. Sergio Reguilón vừa trở về Bernabeu sau một mùa khoác áo Sevilla theo dạng cho mượn. Cầu thủ 23 tuổi đã chơi rất tốt
và gây ấn tượng lớn ở đội bóng thành Sanvin. Anh góp công không nhỏ giúp Sevilla vô địch Europa League và cán đích ở vị trí thứ tư La Liga 2019-2020. Sevilla từng rất muốn mua Sergio Reguilon ngay ở phiên chợ hè 2020. Tuy nhiên đội bóng của Julen Lopetegui được cho là đã từ bỏ ý định này vì không thể cạnh tranh với các đối thủ khác. Vì thế họ đã chuyển hướng sang mua hậu vệ Marcos Acuna từ Sporting Lisbon với giá vào khoảng 10 triệu euro. Về phía Sergio Reguilon, hậu vệ người Tây Ban Nha muốn rời Real Madrid để có cơ hội ra sân nhiều hơn ở một đội bóng khác. Nếu ở lại Bernabeu, cầu thủ 23 tuổi khó cạnh tranh vị trí đá chính với Ferland Mendy và Marcelo. Nếu gia nhập United, Sergio Reguilon sẽ có cơ hội thi đấu với hai người đồng hương là David De Gea và Juan Mata. 5 năm qua, Arsenal không được ông chủ rót một xu. Gặp khó khăn về tài chính như Arsenal không được Stan Kroenke đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong suốt 5 năm qua. Ở Premier League mùa trước, Arsenal chỉ về đích thứ 8, vị trí thấp nhất của họ ở giải đấu số 1 nước Anh kể từ mùa 1994-1995. Đây cũng là mùa thứ tư liên tiếp, pháo thủ không thể góp mặt trong top 4 ở giải quốc nội. Một trong những lý do khiến pháo thủ thất thế là chính sách tiết kiệm trong chuyển nhượng. Nói đúng hơn, Arsenal không có tiền để chi cho chuyển nhượng như các đối thủ cạnh tranh, thậm chí họ còn luôn đối mặt với nguy cơ mất đi những trụ cột quan trọng. Có một thông tin khiến người hâm mộ Arsenal không khỏi ngao ngán, đó là việc ông chủ Stan Kroenke không chi xu nào cho Arsenal trong suốt 5 năm qua. Đây là thông tin The Squid Ramble tiết lộ qua bản nghiên cứu tài chính của các câu lạc bộ Premier League. Trong bản nghiên cứu này, có thể thấy Arsenal không nhận được khoản quỹ nào từ phía Kroenke và ngân hàng trong suốt 5 năm qua. Tất cả các thương vụ chuyển nhượng của pháo thủ đều được chi từ khoản tiền mà họ tự thân vận động. Đáng chú ý ở Premier League, có 12 câu lạc bộ nhận được sự đầu tư của các ông chủ trong 5 năm qua. Trong đó, có 7 câu lạc bộ được đầu tư tối thiểu 100 triệu bảng. Chelsea là đội bóng được bơm nhiều tiền nhất với mức 440 triệu bảng từ phía tỷ phú Roman Abramovich, tiếp đến là Everton 299 triệu bảng và Aston Villa 193 triệu bảng. Xét khoản trợ cấp từ ông chủ trong 5 năm qua, Arsenal thậm chí còn kém cả những đội bóng thấp cổ bé họng ở Premier League như Fulham, Brighton, Wolves, Leeds, Crystal Palace hay Sheffield United. Ở chiều ngược lại có 7 đội bóng phải cống nộp tiền cho các ông chủ, trong đó United là đội phải hiến máu nhiều nhất với 89 triệu bảng. Đây là điều dễ hiểu bởi Quỷ Đỏ dù bết bát vì thành tích nhưng vẫn rất thành công trong kinh doanh và thương mại. United không được đầu tư nhưng họ vẫn vững về tài chính, nhưng Arsenal thì khác, pháo thủ buộc phải liệu cơm gắp mắm. Trước khi mua, đội bóng Bắc London buộc phải bán nhiều cầu thủ để tái cơ cấu đội hình. Trong hè này, Arsenal sau khi chiêu mộ Gabriel Magalhães đã phải giao bán một số cầu thủ. Do không có tiền, họ buộc phải mượn Ceballos và chiêu mộ Willian theo dạng chuyển nhượng tự do. Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều năm qua, cổ động viên Arsenal luôn tẩy chay Stan Kroenke. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tập trung bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.